Chào các bạn và chào mừng mọi người đã quay trở lại với series chat với chồng. Hôm nay là một ngày khác hơn so với mọi ngày. Sau mấy ngày rất là âm u mù mịt thì Hà Nội tự dưng sáng nay lại có một cơn gió mùa đông bắc cuối mùa, rất là lạnh và không khí lại trong lành, thế nên là cả nhà tớ đều có một tâm trạng rất là tốt. Và hôm nay bố Dương bỗng dưng lại muốn trò chuyện về một chủ đề không liên quan, đấy là sự tức giận. Sự tức giận quan trọng mà, anh thấy nó rất quan trọng đấy. Tại sao, điều gì đã truyền cảm hứng cho anh muốn nói về chủ đề này? Có thể là đợt vừa rồi em cho anh nghe podcast của thầy Minh Niệm ấy. Thì anh thấy thầy rất bình tĩnh và anh đối chiếu lại với mình ấy, là một người mà có những cơn tức giận mà bản thân khó kiểm soát. Cho nên đấy cũng là một cái mà anh mong muốn hướng tới, mong muốn là mình sẽ có thể làm tốt hơn, kiểu như thế. Thì anh vẫn đang trong quá trình rèn luyện để tập một số siêu năng lực. Thì siêu năng lực kiểm soát cơn tức giận đấy là một cái rất khó đối với anh. Nên là anh luôn hướng đến việc làm tốt hơn. Hay, thú vị. Mấy hôm trước không biết tự dưng bố Dương hỏi là dạo này Việt Nam có podcast gì hay. Nói thật là gu của bọn tớ thì cũng không phải là gu dễ nghe các sản phẩm đại chúng, nhưng mà trong năm vừa rồi thì tớ thấy đấy, có cái series yêu lành của Vietcetera về thầy Minh Niệm, siêu hay mọi người. Series này hay nhất thế giới. Ôi, tớ thề luôn, thật sự không có series nào hay như thế. Nó rất hay đấy, và nó rất xứng đáng để nghe đi nghe lại. Bây giờ trên ô tô lúc nào anh đi dài anh cũng bật series đấy. Nó chỉ có 5 tập nghe thôi, rất là thấm. Nhưng mà 5 tập rất là chất lượng. Em nhớ là 5. Okay. Anyway, nếu mà mọi người có thời gian thì hãy nghe series đấy nha. Thế nói về sự tức giận, bắt đầu. Ok, anh muốn... nói về sự tức giận nhá. Sự tức giận thì với anh là một người mà cũng muốn kiểm soát nhiều thứ. Nhưng mà đấy, cơn tức giận là cái mà từ bé đến giờ anh rất cảm thấy rất khó kiểm soát. Và mỗi khi giận thì đều là tràn hết cả ly ra, chứ không, nó không kiểu giận một tí xong rồi hết đâu. Anh một là không giận thì thôi, hai là kiểu giận đấm đá ném nhấc đồ đạc, từng xảy ra như thế rồi, cho nên là anh thấy đấy là một điểm yếu của mình. Ở trong nuôi dạy trẻ con ấy, em đọc nhiều sách thì đây cũng là một cái chủ đề rất là popular, nói về quản lý cảm xúc của trẻ em. Nói về tức giận ấy là một trong những cái chủ đề mọi người nói nhiều nhất. Vì em đọc nhiều sách nên anh muốn hỏi em là có quyển nào dạy bố trẻ con không? Dạy bố trẻ con là cái gì? Nhiều quyển dạy trẻ con nhưng chả có quyển nào dạy bố trẻ con cả. Cốt lõi của việc dạy trẻ con thì đều là tự dạy mình thôi, cũng không phân biệt giới tính, vợ hay chồng thì cũng đều có những cái cơn tức giận như thế cả. Nhưng mà em thấy đấy, nói chung là việc quản lý cảm xúc cũng là một cái bị di truyền bởi bố mẹ nhiều ấy. Chúng mình toàn làm theo bản năng những gì mà nhìn thấy phụ huynh làm hoặc nhìn thấy những người xung quanh làm, mà chúng mình chưa bao giờ được thực sự nói về nó là con nên làm như thế nào, hay là mình cũng ở trong trường lớp hay là gia đình không bao giờ được dạy cái đấy. Hoặc trên phim ảnh. Phim của con trai xem lại còn đánh nhau đấy. Đánh nhau, bắn nhau ném ấy, quẳng tường. Khi mà em tức giận, em hãy miêu tả cơn tức giận của mình cho anh nghe. Khi mà em cảm thấy tức giận á, em thì rất là ít khi tức giận. Tức thì có nhưng không phải nỗi tức giận. Tức là khi mà tức là em đã thấy là kiểu SOS rồi, đèn đỏ, bây giờ mình sẽ cần phải làm một điều gì đấy. Nhưng mà thường là nó sẽ bắt nguồn từ cái việc em không kiểm soát được quá nhiều thứ và nó quá nhiều áp lực cùng một lúc. Đấy. Anh nhá, thì khi mà anh tức giận thì anh nhớ khá là rõ. Đấy, anh tải đi. Khi tức giận thì thấy kiểu tim đập nhanh. Cái mạch ở trên thái dương nó căng căng đấy. Nó kiểu kích thích phải thở nhiều. Cơ kia các thứ đang cả trong chế độ kích thích đúng không? Xong rồi cái cảm giác nó rất là khó chịu. Cảm giác đấy là kiểu năng lượng bị dồn nén ấy. Okay. Mà năng lượng xấu ấy, năng lượng đấy phải xả luôn thì mới kiểu thoát được ấy. Đấy, thì có thể là chất hóa học trong cơ thể nó làm như thế. Nhưng mà đấy, sau lúc tức giận xong cảm thấy rất không thoải mái. Tức là không phải tức giận xong rồi cảm thấy thoải mái đâu. Tức giận xong là như thế nào? Tức là sau khi cơn đấy qua đi một tầm một nửa tiếng hay không, khi mình bình tĩnh lại ấy, thì ngay sau lúc đấy cũng không cảm thấy thoải mái luôn. Tức là đấy, nó đấy có thể nó giải thích là do thì anh lúc mà tức giận ấy thì cơ thể anh nó nén năng lượng lại. Thì mình cảm thấy bức bối. Thì ra cái phản xạ ném nhất hoặc giải phóng năng lượng hoặc là chạy hay là kiểu hét lên hay là bực mình nói to ấy, thì nó giúp giải phóng những năng lượng xấu đấy. Đúng rồi, đúng rồi. Thì nó là cái cơ chế của việc tức giận là như thế, anh nghĩ là thế. Thì đấy là với anh, còn đây để nó định nghĩa theo ChatGPT nghe cũng gần đấy. Khi bạn tức giận,
các hormone stress như cortisol, adrenaline và noradrenaline. Ủa, lần đầu tiên mình nghe thấy cái này. Được sinh ra và giải phóng vào cơ thể của bạn. Các hormone này giúp kích hoạt cơ thể và chuẩn bị cho một trạng thái chiến đấu hoặc chạy trốn. Fight or flight bằng cách tăng cường sự chú ý, tăng tốc tim và hô hấp và tăng cường lưu thông máu đến các cơ quan quan trọng như các cơ bắp. Đúng rồi. Anh rất hiểu cơ thể mình đấy. Chuẩn. Nice. Đối chiếu về lại cái việc nuôi dạy trẻ con thì cái hành động tức giận hoặc là những cái cảm xúc tức giận của các con cũng sẽ bắt đầu từ khi mà các con đấy, ở trong cái độ tuổi mà mọi người hay gọi là khủng hoảng tuổi lên 2 với khủng hoảng tuổi lên 3, đấy là khi các con đã bắt đầu có những cái trận tantrum như mô chi ấy, vùng vằng nằm ăn vạ khóc lóc các thứ này nọ. Mỗi bạn sẽ có một kiểu, thường là con trai nó sẽ quăng quật hơn, vật vã ra, đập chân đập tay, quăng ném đồ đạc, đúng không? Mô chi cũng đã bắt đầu là một người kiểu có hệ cơ phát triển, đánh cho đền này sẽ thích, rất thích đánh một cái gì đấy hoặc là quăng đồ gì đấy. Còn Mí thì chỉ gào khóc thôi. Mí thì chỉ gào khóc thôi. Đấy, nhưng mà em nghĩ là mỗi người sẽ có một cái phản ứng một kiểu. Nhưng mà nó đều là ở cái trạng thái mà cái amygdala, não dưới, thùy não dưới nó xâm chiếm bộ não bò sát đấy hả? Xâm chiếm bộ não, không lý trí được nữa. Ok. Thì như thế nào? Thì lúc đấy em, bây giờ anh muốn biết là lúc đấy em nhìn thấy anh thế nào. Lúc anh giận ấy, thì em có để ý đến các biểu hiện của anh không? Em cảm thấy thế nào? Anh cũng đâu có tức giận nhiều lắm đâu nhỉ. Có một số lần em đã chứng kiến cũng trong cái khoảng thời gian dài mà bọn mình ở với nhau thì cũng có một số lần kiểu vùng vằng dưới này nọ. Em sẽ cảm thấy tò mò khi là gì mà đang yên lành tự dưng. Em thấy tò mò. Em sẽ tò mò vì sao lại như thế. Đa số là thế. Mình cũng cảm thấy annoyed một chút, khó chịu. Tất nhiên rồi, không thể thoải mái được, đúng không? Nhưng mà đa số thì là tò mò, chứ em cũng không bị lây lan sự tức giận hay gì cả. Nói chung em là một người cũng khó tức giận. Có thể vì tuổi thơ được training quá nhiều. Anh thấy em tức giận như cơn nhẹ, chứ em không kiểu... Vì em biết cái điểm... breaking point. Của em là đâu, và đến gần đấy là em sẽ bắt đầu tự xử lý, tự xử lý. Nhưng mà thật ra đấy, có thể là... Tại vì cái điểm của em nó... kéo một thời gian dài nên em mới nhận ra là mình đang chạy đến điểm đấy, mình quay đầu ấy. Còn của anh là nó một phát đúng rồi ấy. Từ 0 đến 100 rất nhanh. Đây cũng là một cái em hay nói chuyện với công nông ấy, tức là kiểu khi so sánh mochi thì sinh sau quýt thì có 2-3 ngày thôi, nhưng mà lúc nào các cơn của chúng nó cũng rất, mochi thì nó sẽ cho mình thời gian để mình xử lý, đúng không? Kể cả nó có nhu cầu gì hay nó có cái gì đấy thì cũng sẽ kiểu từ 0 đến 30, sau 30 bắt đầu đến 60, sau rồi kiểu 10 phút sau mới bắt đầu 60 đến 100. Nhưng mà đối với quýt thì tất cả mọi thứ đều 0 đến 100 rất nhanh. Nó khóc là nó sẽ gào. Thì em nghĩ nó cũng là do cái phản ứng người. Hoặc là kiểu đối với con trai, cái hệ hormone đấy, đúng không? Nó đổ nhanh hơn. Nó đổ ra nhanh hơn. Ok, hay đấy. Nó có thể bùng nhanh hơn. Quay lại câu chuyện là với con trai thì khi mà cái chuyện đấy xảy ra như thế thì mình lại càng cần phải tập trung hơn vào việc quản lý cảm xúc, thay vì việc là như cái cách truyền thống người Việt Nam hay dạy đấy là chôn vùi đi, quên đi, kệ mày. Tức là kiểu khi mà thấy một đứa con trai nó vùng vằng, nó ăn vạ thì cái phản ứng đầu tiên mà các ông, các cụ, các bà kệ nó, bỏ đi một chỗ khác ấy, thì theo sách dạy như thế đấy không phải là một cách tốt để dạy chúng nó về quản lý cảm xúc. Đấy là một cách rất tệ thì đúng hơn. Chúng nó sẽ kiểu cảm thấy bị bỏ rơi, mình sẽ phải tự xử lý cái đấy, nhưng mà nhưng sẽ không xử lý được, chỉ có là quên nó đi và chôn vào nó vào một chỗ nào đấy. Thế nên là càng ngày khi mà cái những cơn tức giận khác xuất hiện thì nó chỉ nặng lên thôi. Và nó thành cái phản xạ, đúng không? Khi mà tức giận nhá thì sách bảo là sẽ hành động theo cái kiểu không kiểm soát được, không kiểm soát được, nhưng mà nó vẫn phải học từ một đâu đấy. Ví dụ như là nhà nào mà hay tiếp xúc với kiểu nhìn thấy người khác đánh nhau hay gì đấy thì nó sẽ thấy hành động đánh nhau chuyện bình thường, đúng không? Thì lúc đấy tendency ấy, gọi là như là cái xu hướng nó cũng sẽ ném đồ, nó cũng sẽ đánh đồ. Thì trẻ con nó là một cái miếng bọt biển mà nó sẽ ngấm hết những cái thứ đấy, và và khi nó không kiểm soát được thì nó sẽ làm những thứ đấy. Hoặc là tệ hơn, sẽ tìm đi đến những cái chất để giải quyết những cái thứ chẳng hạn, đúng không? Đấy. Với người khác nhá, khi mà người khác tức giận nhá, thì anh xử lý cái đấy rất ổn. Anh có, đúng. Anh xử lý được cái đấy của người khác khi người khác tức giận. Kể cả với đồng nghiệp, với những người kiểu, thậm chí là xa lạ nhá. Tại vì anh có một cái, không hiểu, cái aura bình tĩnh đối với người khác. Đúng, Bố Dương là một người xử lý. Kéo được người ta bình tĩnh lại. Đúng rồi. Nhưng với mình thì cái đấy khó vô vàn ấy, lúc đấy anh kiểu. Nhưng dạo này anh cũng đỡ hơn rất nhiều rồi mà. Đúng, dạo này luyện tập mà. Luyện tập như nào? Tập chứ, super power. Như nào? Gọi là cái gì? Siêu năng lực bình tĩnh. Đấy là về nhận thức về sự tức giận. Nhận thức về sự tức giận, đấy là các hormone tiết ra này. Mình cảm thấy muốn đấm đá, muốn hành động này, các thứ.
tiết lên cái phản ứng trong cơ thể. Anh thấy cái đấy là một phần rất quan trọng. Rất quan trọng. Đấy, hồi trước là anh không nhận thức được là anh tức giận cho đến khi anh đã ném xong đồ đạc. Ví dụ có một lần anh bực tức thì anh ném cái hộp giấy. Và sau đấy anh mới nhận ra là tôi vừa làm một điều thật là không hay. Và bây giờ thì trước lúc đấy một chút thì anh đã nhận ra. Thì nạn dưới cướp bánh lái, đấm lung tung ấy, nhưng mà lúc đấy thì mình không nhận ra là nó bị điên ấy. Và sau đấy mình mới nhận ra là phải răng lại. Thế thì bây giờ đi tới đến mặt lý do đi. Tức là cái gì khiến ta bực tức, cái gì khiến ta, hay là lúc nào mà ta bị bực tức kiểu như thế. Mỗi thì lúc nãy em nói về hai point rất là hay. Một là có cái gì đấy đi trái chiều, và hai là bị quá mức. À, em tự dưng bây giờ nói ra thì lại nhớ. Em không bị tức giận vì anh nhiều, nhưng em hay tức giận về mí. Em hay tức giận mí. Thực sự luôn đấy, không hiểu ra. Nó dễ thương thế mà em tức giận nó. Không, nó rất dễ thương. Em không phủ nhận điều giờ rất dễ thương, nhưng mà kiểu em không biết mối quan hệ giữa mẹ và con gái nó có một cái lời nguyền ấy. Kiểu có một số lúc mình nhìn thấy nó làm một cái điều đúng, gì đấy okay, và okay. mình sẽ nghĩ về kiểu ôi tương lai những hành động này nhân lên 100 lần ấy, nó sẽ làm mình nói chung tớ không biết, những lúc đấy cũng không bình thường, khi mà tức giận thì sẽ không bình thường. Hoặc là khi mà mình giảng bài cho nó, mình giảng đến lần thứ 100 rồi, xong rồi nó lại kiểu trôi về một nơi trôi về một nơi xa ấy, xong rồi mắt nó lại nhìn vào cái con mình thì đang giảng kiểu một cộng một bằng hai, xong rồi nó lại ngồi nó hát. Điên không thì chịu. Nó đang ngủ phòng bên cạnh nhá. Yeah, xin lỗi. Nhưng mà đấy, thỉnh thoảng sẽ có những lúc mình rất là điên, tức giận. Nó đi ngược với mình đấy đúng không? Nó rất đi ngược với mình. Mình cảm thấy đây có quá nhiều thứ nó nằm ngoài tầm kiểm soát của mình mà mình nghĩ là mình đã làm rất tốt rồi, nó phải ở trong tầm kiểm soát của mình kiểu hay, thế. Hay hay hay. Từ cái cụm từ rất đắt nha, nằm ngoài tầm kiểm soát. Cụm từ rất đắt. Tức là anh thấy là mình hay muốn kiểm soát một thứ gì đấy. Ai cũng muốn kiểm soát một cái thứ gì đấy trong cuộc đời mình chứ, đúng không? Và khi nó đi ngược lại khi mình cảm thấy mất kiểm soát. Tức là đấy là một sự bất lực của bản thân ấy. Đúng. Và mình muốn hành động để cho nó đảo ngược lại. Đúng rồi. Thì có thể đấy là một cái bản năng của bản thân. Đúng rồi. Làm cho mình muốn thế. Với cả đôi khi khi mà mình khi mà đặt vào bối cảnh nhá, tức là một ngày đã rất là dài, mình làm nhiều công việc nó không theo ý mình, mà mình còn đang hơi mệt, hay là mình đã phải chăm con ốm rất là nhiều ngày rồi, thì cái sự kiên nhẫn đấy của mình nó lại làm cho mình càng không thể nhìn mọi thứ một cách khách quan được. Nên là mình lại càng dễ tức giận hơn bình thường nữa. Đấy, còn vào những ngày đẹp trời này, mình bình tĩnh, có nhiều sự giúp đỡ, thì mình sẽ thấy là ôi trẻ con mà như thế thì cũng chẳng sao, đúng không? Đồng ý. Mà khi mà mình đã giảng bài đấy đến lần thứ 100 rồi và cơm thì còn đang đợi chuẩn bị ra nấu tiếp, xào tiếp các thứ, và đã đến giờ đi ngủ rồi, kiểu tất cả mọi thứ nó dồn vào ấy, thì mình sẽ rất là điên. Đấy, tức giận. Okay. Nice. Cái đấy nó có hai cái nhá, anh gọi là đầy bô. Lúc đấy là bô đã đầy rồi đúng không? Nhưng mà có hai cái bô. Một là bô về tâm lý và hai là bô về thể chất. Bô về tâm lý là cả ngày đấy tôi đã đưa ra nhiều quyết định khiến tôi mệt mỏi rồi. Okay. Các chất hóa học về tâm lý của tôi ấy, nó tiết ra đầy rồi. Và tôi không thể chịu thêm một cái nào nữa. Một cọng rơm vào là tôi cũng thấy nổ tung. Đấy là bô về tâm lý. Bô về thể chất là hôm đấy tôi mệt lắm rồi. Hôm đấy tôi ngủ không đủ. Đấy, thì các hormone đấy nó cũng đánh nhau. Nó cũng đánh nhau. Ví dụ huyết áp đấy là dễ tăng hơn này. Sau rồi hơi thở thì sẽ kém hơn này. Không được sâu này. Đấy, thì cả hai đấy nó cộng dồn vào thì còn càng dễ tức giận hơn. Đúng, nhất trí, nhất trí. Nhưng cả hai cái đấy thì đều là một phần của con người của mình. Đúng không? Nó là... Tuy hai mà một, nó sẽ xảy ra. Một bô hai ngăn. Anh xin em. Anh chỉ làm cho nó dễ hiểu thôi, không cần phải đi sâu quá. Đấy thì nói chung là đấy cũng là một cái phần để giúp mình tự nhắc mình là hôm nay tôi đưa ra quá nhiều, ví dụ ở công việc. Hôm nay tôi đã họp 5 tiếng liền và tôi phải vận dụng não rất nhiều. Xong rồi đến đấy, sức khỏe là hôm nay tôi đi làm từ sớm, tôi ngủ không đủ. Sau lúc về tôi đã mệt bã người rồi. Đúng thì lúc đấy mà chọc vào tôi thì không ra một cái gì đâu. Mệt lắm. Đấy thì cái đấy cũng là một cái mà nếu mà mình nhận thức được và mọi người xung quanh nhận thức được ấy, thì đấy, và cũng có hiểu lý do, ví dụ là mình đi học về nó mệt ấy, thì cũng không nên chọc nó.
kiểu thế. Em thấy cái thời gian này là bọn mình còn đỡ nhất rồi, có cái hồi ở bên Mỹ, tức là kiểu một mình em thì cứ cả ngày vật lộn công việc ở nhà, anh thì rất xì chép về công việc đúng không? Bình thường thì không sao, nhưng mà đến khi tức giận thì nó rất kinh ấy. Có những trận, có trận kiểu anh còn bỏ cả nhà đi. Anh đi ra ngồi thư viện. Đi ra thư viện rồi. Đấy thì, nhưng mà em thấy đấy là một cái bối cảnh khá là chung của một cái gia đình bận rộn ấy, không chỉ mình đâu. Ví dụ như là một ông chồng mà áp lực tài chính chẳng hạn, suốt ngày muốn đi làm để kiếm thêm tiền cho vợ con đúng không? Suốt ngày chỉ nghĩ về tiền và nghĩ về làm thế nào để kiếm được thật nhiều tiền cho vợ cho con. Đấy, giống như trong hôm trước em đọc ở trong một cái group làm cha mẹ nghe cũng rất là tội nghiệp. Tức là bình thường thì mình chỉ nghe các cái tâm sự của các bà mẹ thôi, thì mình sẽ thấy toàn những vấn đề chung như thế, chăm con rất mệt rồi này nọ. Nhưng mà hôm đấy thì có một cái tâm sự của ông bố, thì ông ấy bảo là tự dưng cảm thấy mình như là bị chốt mất quyền làm cha. Đi làm một công việc tuy đã mệt rồi, nhưng mà vợ thì lại muốn là chuyển cho con sang một cái ngôi trường tốt hơn này, thế nên là sẽ phải tốn kém thêm tiền để nuôi con và nuôi gia đình. Thế nên là ông ấy mới quyết định làm thêm một đến hai công việc part time nữa. Thế nên là cả cái thời gian trong một ngày là đã dành cho chuyện kiếm tiền rồi. Xong rồi bỗng cảm thấy là không có đủ thời gian bên con, muốn mua quà, mua một vài món quà về cho con thì vợ lại kêu là thừa tiền. Rồi mua những cái này để làm gì. Khi mà về ngồi cạnh con thì vợ cũng lại rất là tức giận, là bảo là ngồi cạnh nó không giúp cho nó, làm ảnh hưởng đến nó. Nói chung là mọi cái tương tác giữa hai vợ chồng lúc đấy là rất là căng thẳng. Và ông ấy cảm thấy kiểu mình không còn cái vai trò mình trong gia đình này, nó nó rất là tiêu cực ấy. Thì em có thể nhìn thấy cái hình ảnh người chồng như thế ở rất là nhiều gia đình, trong rất nhiều gia đình Việt Nam, có cả gia đình kể cả trong đấy, trong ký ức của em luôn ấy. Kiểu bố sẽ quần quật đi kiếm tiền, xong rồi đến khi về nhà mẹ sẽ hỏi một vài câu gì đấy, suốt ngày đi nhậu, suốt ngày đi làm, không về ở nhà bao giờ. Sao lại bắt đầu cãi nhau, loa ngoắt là thôi bùng lên ngay. Đúng rồi, bùng cháy lên đúng không? Hiểu hiểu, dẫn đến nhiều hậu quả không được tốt. Đấy, ví dụ như những lần mà em ngoa ngoắt với anh, em thì không ngoa ngoắt, nhưng mà em có cái giọng điệu mà nó anh gợi đòn lắm. Đấy là anh nhạy cảm quá. Giọng điệu đấy nó gợi đòn. Ok, kiểu, ok, đồng ý. Không, nhưng em đôi chỉ khi cần sướng lên một cái là anh đã thấy hormone chạy dần dật rồi. Cho nên là, đấy, nó cũng là đồng ý, đồng ý. Trigger nhá. Trigger. Đấy là chớm tức giận của tớ, tớ sẽ có giọng đấy. Có súng nhá, có súng nhá. Em mà bóp cò là thôi anh bùng lên luôn, đấy kiểu thế. Sau mỗi cơn tức giận là anh cảm thấy, thứ nhất là anh cảm thấy cơ thể rất là mệt. Nó có nhiều tác động như thế đến cơ thể cơ mà. Rất mệt, và thứ hai là mình hôi hơn bình thường rất nhiều. Thật. Ok, tự anh thấy ấy. Em không biết, em không thấy à? Không. À và mỗi lần mỗi sau lúc tức giận thì chúng ta đều chiến tranh lại một chỗ đúng không? Kiểu sao anh thấy kiểu sao đấy, kiểu hôm nay hôi nhỉ? Hôm nay rõ ràng là đã lăn nách lăn nước đầy đủ rồi. Sao đấy, nhưng mà nó là một phần của kiểu stress trong cơ thể ấy. Nó sản xuất ra những cái hormone mà đấy. Nó khác, nó hormone này hormone khác. Chắc là do noradrenaline. Có thể. Không biết cái gì. Nhưng mà đấy thì cảm thấy không hề thích. Nhưng nhá, đấy chỉ là những cái mà anh cảm thấy ở phần nổi của tảng băng, phần hữu hình phần về thể chất anh cảm thấy thế. Còn về những cái phi vật thể như là ví dụ về mối quan hệ nhá. Về ảnh hưởng đến những cái ký ức của con cái, đến ký ức của đối phương ấy. Đúng rồi. Thì người ta thường nói là những người mà kiểu con dao thì không bao giờ thấy đau ấy. Chỉ khi cưới cái cây thì chỉ có cây thấy đau, còn con dao thì không bao giờ thấy đau. Đấy thì anh lúc đấy anh biết được là mình vừa làm một con dao, mình vừa tạo nên những vết sẹo ở trong tinh thần cho đứa trẻ con. Wow, thế thì độ nhận thức của anh cũng khá cao rồi. Đấy là good. Em hiểu điều đấy. Em nghĩ là mình cũng cũng đọc với cả tiếp xúc với các thứ. Những lần mà em xiên anh thì em có thấy cảm thấy như nào? Cũng thấy tội lỗi nhưng mà cũng cảm thấy vẫn cần thiết để xiên tí. Tại vì kiểu cuộc đời này em cũng hiền lành với tất cả mọi người rồi nên thỉnh thoảng để xiên anh. Anh chịu thôi, vì em anh sẵn sàng có thêm nhiều vết sẹo. Thôi, okay. Tốt nhất là không. Không, nhưng mà kết luận lại là cũng không nên ai xiên ai, nếu mà tự xử lý được thì vẫn tốt. Nhưng mà cái quan trọng nhất ở đây, cái point của em là
mình cũng không nên để nó qua mà không làm gì hết. Tức là cũng vẫn sẽ phải nghĩ về nó hoặc là làm cách nào để cải thiện đấy. Cho bản thân mình hoặc là cho người mà mình yêu quý, đúng không? Thực ra cho người mình yêu quý thì sẽ là cái hiệu quả nhất. Mình phải làm được cái điều đấy thì sau này mình mới tự làm được cái đấy cho mình dễ dàng được hơn. Đối với những em bé, những cái con trẻ ấy, nếu mà cái việc tức giận như thế kéo dài mà bố mẹ không hỗ trợ này, không có ai xung quanh hỗ trợ, không có bố mẹ hay bạn bè hay thầy cô hỗ trợ mà kéo dài là sẽ dẫn đến rất là nhiều vấn đề. Vấn đề về thể chất này, trí não tồi tệ, xong rồi không biết chất lượng cuộc sống đi xuống, trầm cảm chứ, kéo dài đến bệnh dạ dày, bệnh miễn dịch, rồi tác động đến hành vi nữa. Tác động đến hành vi thì rõ ràng là sẽ không có một cuộc sống chất lượng được, đúng không? Sẽ áp dụng những phương án đấy đối với những người khác. Đúng rồi, hoặc là làm tự làm đau mình. Mà trong cái xã hội hiện đại bây giờ thì cái sự tức giận đấy có khi càng ngày nó càng mạnh mẽ hơn ý. Có thể nhìn thấy ở trong các em bé mà tiếp xúc với điện thoại sớm, đúng không? Hoặc là xem nhiều những cái chương trình kích thích ấy. Thì nó sẽ khó mà gọi là gì nhỉ, trôi trên dòng chảy cảm xúc được yên bình. Nó dễ vui thì nó cũng sẽ dễ tức giận. Bị kích thích mà. Thì cái việc giúp con điều hòa cái đấy, nó đã bình thường nó đã khó rồi, thì giờ nó lại còn càng khó hơn trong cái thế giới mà tưởng như là tiền có thể mua được tất cả mọi thứ, đúng không? Có mấy điểm mà mình sẽ cần làm từ từ. Tức là nó sẽ kiểu tôi xây tầng 1 xong tôi mới xây tầng 2, tầng 3. Tầng 1 việc đầu tiên phải làm là để nhận thức được bản thân mình đang bị điên trước khi mình tức là đang xông đến. Ok. Trước khi hormone nó đang từ kiểu lên đến đúng rồi 30 là đã bắt đầu phải thôi xong. Lại đang bực mình rồi, bây giờ phải làm nào đấy. Thì việc đầu tiên đối với anh là việc nhận thức. Thì đấy, từ trước đến giờ anh vẫn là người mà luôn nhận thức sau khi cái đấy xảy ra, tại vì nó quá nhanh và mình cũng chưa được huấn luyện để mình nhận ra những cái đấy. Đấy, liên kết não trái não phải của anh chưa về đủ. Những cái đấy nó chưa đủ mạnh. Thế nên là việc đầu tiên là nhận thức, là cố gắng dùng não trái để điều búng mình một cái, bảo là này, đang chuẩn bị sắp dở hơi rồi đấy nhá. Phải nhận thức được như thế. Thì so far là gần đây anh cũng nhận thức được trước. Đây là tốt hơn nhiều rồi. Tốt hơn rất nhiều rồi. So với những năm tuổi teen. So với những tuổi teen, những năm đấy thì vọt lên nhanh lắm. Bây giờ thì già rồi, cho nên là hormone nó chạy chậm hơn. Nên là mình nhận ra là ok. Chứ lúc trước là kiểu con voi nó lấy bánh lái nhanh quá. Thứ hai nhá, là cho mình thời gian. Đúng, quan trọng chứ. Khi mà tức là nó đến từ việc này, sau khi mỗi lần anh tức giận thì lúc nó sẽ đi như này nhá, lúc đó rất tức giận đúng không? Lúc sau cảm thấy hối tiếc. Và sau đấy tầm khoảng độ gấp đôi gấp ba thời gian tức giận ấy, thì anh cảm thấy buồn rất nhiều. Anh cảm thấy rất buồn, thì cái phase buồn đấy nó anh không biết giải thích thế nào, nhưng mà cần có thời gian để nó hồi lại trở thành một con người kiểu như là mình bình thường. Crash. thật sự. Tức là khi hormone tăng vọt đúng không? Xong lúc sau nó phải tiêu bớt đi hay là nó phải làm như nào đấy. Thì cái gọi là cái phản ứng phụ của cái hormone đấy là lúc sau khi mà nó kiểu không tiêu được hay là không được giải quyết hay là như thế nào thì lúc sau cảm thấy buồn lắm. Nó ảnh hưởng cái tâm lý rất nhiều. Em hiểu. Cho nên là đấy, từ đấy anh suy ra đến với những đứa kiểu như Mí chẳng hạn ấy. Việc khi mà nó tức giận nó gào thét xong bảo nó bình tĩnh lại một cách rất kiểu luôn ấy, là vô nghĩa, là vô lý, cực kỳ là khó. Không làm được rồi. Tại vì mình còn công nhận kiểu người lớn còn kiểu phải trải qua từng phase này phase kia, ví dụ nó như là một cái biển động sóng đúng không? Thì em phải cho nó thời gian để cho nó bằng phẳng lại chứ không đứng im kiểu hay. Như thế thì nó sẽ không work. Thì anh thấy là phải cho bản thân mình thời gian để tách bớt ra đúng không? Khi thấy mình tức giận rồi bắt đầu ok chuồn té đi chỗ khác, cũng không nên té đâu. Không, nhưng mà té khi với nói chuyện là tức là trước khi té sẽ cho con kết thúc kết luận phải announce là gì, phải công bố cho mọi người biết là bây giờ tôi chưa được bình tĩnh đúng không, và tôi chưa muốn giải quyết vấn đề này ngay lúc này. Thì hãy cho tôi một khoảng thời gian để tôi bình tĩnh lại. Đấy là level cao rồi đấy. Đấy là cái mà anh nghĩ là có thể làm được, nhưng mà
cái đấy đôi khi cái người đối phương ấy cũng đang tức giận, người ta sẽ không đồng ý, người ta bảo mày chạy đi đâu, đứng im, nói chuyện, đúng không? Đấy là anh hay kiểu em đi đâu ấy, giải quyết đi, cãi nhau đi. Nhưng mà những lúc đấy tớ sẽ thấy là có cãi thì cũng không thắng được, tại vì đấy bố Dương mồm mép hệ ngôn ngữ không phải những lúc đấy em không nghĩ được ấy, okay, em sẽ bị hiểu. Kiểu cảm xúc bùng cháy, mình sẽ muốn khóc, mình sẽ muốn đấy, mình chỉ nghĩ về những thứ khác, mình sẽ không thể ngồi mà lập luận được. Với cả đấy, một cách đúng đắn thì đấy cũng không phải là lúc để lấy lý lẽ ra mà cãi nhau. Đúng, lấy lẽ thật sự là vô nghĩa. Nó vô nghĩa, không, nó chỉ nó không work à? Nó sẽ chỉ work xem là ai làm đau người kia nhiều hơn thôi. Hoặc là ai thắng. Cũng đơn không. Giản là ai thắng. Ai thắng, nhưng thắng thua thì nó cũng không phải là quan trọng trong bây giờ mình nghĩ thế thôi. Anh muốn thắng lúc cãi nhau, thắng thua quan trọng lắm. Đấy, chắc đối với đàn ông phải là không, phải đối với những người cãi nhau ở ngoài đường cũng thế. Em không, người ta cần phải thắng ngay lúc đấy. Thì đấy là một phần bản năng em ạ. Em thì không cần thắng, nhưng mà em lạnh lùng bỏ đi ấy, là em đang thấy mình thắng rồi. Cái đấy là thắng bằng cách này hoặc cách khác nữa. Nhưng mà đấy, không, em quay lại cái điểm là thời gian. Thì đấy, khi mà mình nhận thấy là mình đang tức giận hoặc là đã tức giận, thì cho bản thân thời gian. Ok. Hoặc là khi mà thấy người kia tức giận nhá, thì cho họ thời gian tách xa ra để đến khi họ bình tĩnh lại. Đồng ý. Thì nói chuyện. Nhưng làm thế một cách lịch sự và tôn trọng. Vâng, rất khó đấy. Đúng không? Cái đấy anh làm với đồng nghiệp, với các người ngoài dễ không? Một bầu trời tư cách. Bố Dương giỏi. Nhưng mà đến khi đến mình thì không làm được. Anh giỏi giúp đỡ mọi người bình tĩnh lại sau cơn tức giận mà. Nói chung là tớ đọc nhiều sách như thế, nhưng mà đến khi Mí với Mochi mà bùng cháy thì bố Dương làm tốt hơn rất nhiều. Còn tớ thì hay bị, em sẽ bị nhân đôi lên ấy. Ý là khi mà nó tức giận mình cũng tự dưng cảm thấy có một ngọn lửa tức giận trong lòng bùng lên theo ấy. Và cái lúc đấy mình nghĩ là mình phải xử lý được mình trước đã, rồi mình mới xử lý được cho nó. Đấy, một cách bản năng là như thế. Tớ cũng vẫn chưa lý giải được vì sao. Có anh thì lý giải được. Đó là do cái sóng trường sinh của anh. Anh đã luyện được cho nó đủ mạnh để nhá, con người giao tiếp với nhau bằng một hệ sóng gì đấy. Okay. Khi mà em tức giận nhá, anh cảm thấy tức giận. Tại sao? Tại lúc đấy nó sóng nó đồng điệu. Wow. Sóng nó gọi là gì? Ok. Chồng lên nhau ấy thì nó kiểu ấy. Và sự kiểu đồng cảm ấy. Thầy Dương à? Thầy Dương chứ. Ok. Sự đồng cảm tức là khi mà em cảm thấy tức giận thì anh cảm thấy tức giận theo ấy. Đấy, nhưng đấy. Mà cái sóng của anh lớn hơn sóng của Mí và Mochi rất nhiều. Cho nên khi chúng nó tức giận nhá, sóng của anh có thể hấp thụ được của nó. Và anh dùng sóng của anh giữ nguyên như thế để giúp nó đi vào những cái sóng nhẹ nhàng của nó. Thì đấy là cái mà anh hay cảm thấy. Đúng. Mình hay tưởng tượng ra cái cách nó giải quyết vấn đề, hay là cái cách mà nó xảy ra thôi, để cho đơn giản là giải thích một cái hiện tượng gì đấy thôi. Nhưng mà đấy là cách mà anh hay tưởng tượng như thế. Đúng. Thì những lúc đấy những cơn sóng của anh nó rất hòa bình, nó rất ổn định và nó rất dày ấy. Thì thành ra những cái kiểu la hét của Mí Mochi, đúng không, anh ôm nó bế ở chỗ khác mà anh vẫn bình tĩnh, thì nó sẽ bình tĩnh lại nhanh hơn nhiều. Đó, thì hình như là thế. Em thì thấy tức giận nó là một phần của cuộc sống thôi, nó một phần cảm xúc thôi, nó không có gì xấu cả. Nhưng mà cái hành vi mà mình làm khi mà mình tức giận mới là cái mà chúng mình cần chỉnh sửa và điều hòa để cho nó không ảnh hưởng và làm tổn thương đến người khác. Đấy, nó cũng là một cái điều cơ bản khi mà dạy con trẻ, tức là con tức giận. Ok, mẹ hiểu, thì mẹ cần biết là lý do tại sao chúng mình có thể làm cải thiện được điều đấy tốt hơn, đúng không? Và khi con tức giận thì cố gắng được không làm đau mình này, không làm đau đồ vật và người khác. Còn lại thì tức giận là một cảm xúc bình thường. Thế không được, em vẽ ra có thể vẽ ra một bức tranh điên loạn, đúng không? Có thể sáng tác nhạc như Taylor Swift, đúng không? Thế này nhá, em vẽ ra những giới hạn. Đấm bố không đau thì cũng được, đúng không? Em đang vẽ những giới hạn nhá, nhưng em phải chỉ cho nó là ví dụ trong những giới hạn này con có thể làm gì. Đúng không? Em vẽ giới hạn mà em để nó mông lung giữa những giới hạn đấy là cũng không work đâu nhá. Em không, bảo là những em đấy con thể bảo đấm là gối hay là những đấy con em phải không nghĩ là này. Nó sẽ là đấm giới hạn, tại vì cái sự tức giận thì mỗi cơn tức giận nó sẽ lại một khác, và trong những cái tình huống có nhiều khi tức giận nó to lớn vì những cái lý do nó to lớn về những cái thứ quan trọng trong cái cuộc đời nó, đúng không? Cái quan trọng của nó là sau khi nó đã hết tức giận đấy, cơn đấy rồi, và mình sẽ ngồi nói chuyện, và mình nói chuyện về lại
cái sự tức giận đấy của nó là điều gì làm cho con thấy như thế, và lần sau thì chúng mình có thể cải thiện hơn ở đâu, mẹ có thể làm tốt hơn không hay con có thể làm tốt hơn không, con thấy là con tức giận thôi, con đánh em thì có được hay không. Nó sẽ phải tự reflect về điều đấy, và mình cũng sẽ đặt cái hành động của nó vào cái bối cảnh ở nhà mình này, ở Việt Nam này, ở làm một con người nói chung, đấy là có phải một hành động tử tế, một hành động chấp nhận được bởi xã hội hay không, đúng không? Đúng. Đấy, thì đơn giản như thế thôi, nó sẽ không có một cái công thức gì cả, chứ không phải là bây giờ con cứ tức giận thì con đi ra lấy gối và con đấm, có chuyện như thế. Thật ra không phải là công thức, nhưng mà nó là một cách có thể dùng được. Đơn giản là, đấy, em ném đĩa, thì nó thấy, à đấy là một cách dùng được. Nó sẽ dùng khi mà nó có thể chỉ cho nó một vài cách để nó có trong cái hộp dụng cụ của nó. Em có đấy, từ ngày xưa em cũng đã thử cách đấy nhưng chẳng bao giờ work cả. Thì có thể là cách đấy chưa work với em, đồng ý. Nó vẫn sẽ là cái ý nó. Ví dụ hồi trước có Phúc, Phúc là một người bạn của bọn tớ, có bố là bác Tân. Bác Tân đẻ ra Phúc và một em bé tên là Mén. Thì Mén thì nó tức giận rất nhiều. Và bác Tân là một người bố rất là thấu hiểu, và bác đưa Mén ra đứng sông hét. Hét lúc mà hét mệt thì thôi đi về, rất là vui. Đỡ hẳn kiểu. Nice. Thì đấy là một cách mà đấy, một người bố đã giúp cho con gái. Đúng rồi. Mà hay có những cơn tức giận mà giải quyết được những cơn tức giận của mình. Rồi, quan trọng là khi tức giận mình phải được cảm thấy, vẫn phải là psychology 101, tâm lý học cơ bản, tức là phải cũng vẫn phải được cảm thấy là mình được feel seen and heard, thật được cảm nhận được, cảm nhận được là mình cũng vẫn đang được quan tâm, mình vẫn phải đang được quan tâm, mình vẫn đang được nhìn nhận và thấu hiểu. Cái đấy vẫn rất là quan trọng, chứ không phải là tantrum mọi người sẽ kiểu bỏ đi sang một phòng khác để cho em bé ở đấy một mình một phòng rồi bao giờ nó hết thì quay lại. Cái lúc đấy mới là cái lúc mà nó cần mình ngồi ở bên cạnh. Đúng. Nhất, mặc dù mình không cần làm gì, mình chẳng cần làm gì, mình chỉ cần ngồi thôi, nhưng mà mình cố gắng hít thở mọi người ạ. Đấy, như tớ là một người khi mà mí tức giận là tớ cũng sẽ bị tức giận theo ngay lập tức luôn, rất nhanh, nhưng mà tớ sẽ cố gắng không nói gì, cố gắng chỉ kiểu hít thở thôi để giữ bình tĩnh của mình và cho mí biết là đấy là một chuyện bình thường, mình cũng vẫn sẽ ở đây. Và một lúc sau, những cái lần như thế xong thì ngay lập tức sau đấy mí sẽ kiểu con xin lỗi mẹ, ví dụ như hôm trước ngủ dậy nó khó chịu thôi, nó chỉ con bán mẹ đi nhá. Chả hiểu vì sao. Mình cũng vẫn ở đấy thôi. Thế xong một lúc sau nó đánh răng xong ra, con xin lỗi mẹ vì lúc nãy con đã bảo con bán mẹ đi. Đấy, kiểu như vậy. Thì em thấy cái đấy là quan trọng. Trẻ con hay người lớn thì cũng vẫn như thế. Cũng đồng vẫn ý. Từ những cái cơ bản như thế. Là khi mình tức giận thì những cái người mình cần nhất không bỏ đi, không mặc kệ mình. Cái cần nhất trong lúc tức giận chính là tình yêu thương. Rất cần. Tình yêu thương chữa lành tất cả, chắc chắn. Đúng rồi. Nó rất khó đấy. Và cái lúc cho đi tình yêu thương lúc đấy mới là cái lúc khó nhất của người khó nhất, đang chịu cần nhất sự tức giận từ người khác. Nhưng em nghĩ là tức giận nếu mà không quá kéo dài và trở thành bệnh lý và suy chuyển ra hành vi thì mới nên ở lại vào tình yêu thương. Còn với những trường hợp mà nó đã không kiểm soát được hành vi như kiểu abusive, kiểu một người chồng đánh vợ hay đánh con các thứ chẳng hạn, thì em nghĩ là sẽ phải tỉnh táo hơn và đi tìm sự can thiệp chuyên môn. Hoàn toàn. Đấy. Sẽ có những cái nó trở nên quá mức. Thì những cái quá mức đấy không thể sử dụng được những công cụ bình thường. Thì cần phải có công cụ khoa học để nó cũng không ngấm vào mình, làm cho hiểu. Mình bị hủy hoại nữa. Và quan trọng hơn là nó cũng không truyền đến con. Đồng ý. Đôi khi tức giận là thật sự cần thiết nhá. Cần thiết không? Đấy là một cảm xúc. Em thấy là valid. Đúng hoàn là toàn. Có những cơn tức giận của anh mà anh thấy là lúc đấy mình tức giận là thật sự cần thiết, bởi vì mọi người biết là mình khó chịu thế nào. Đúng không? Đôi khi tức giận để make a point, để khẳng định là tôi không hề thích việc này một chút nào. Em với các con cũng sẽ không đánh giá là bố tức giận bố là một người xấu, mà sẽ chỉ nghĩ là bố đang có một ngày không, đấy, mọi thứ không đi theo ý mình. Thì mình sẽ xem là có cách gì để cải thiện hay không. Đúng không? Okay. Nếu yêu thương nhau thì sẽ muốn mọi thứ tốt hơn cho nhau, đơn giản hơn cho nhau thôi. Cái đấy khó đấy. Khó đấy. Cái đấy không phải đấy đâu. Thì em mới nói là khi đặt vào bối cảnh, mình phải đủ vui vẻ, mình phải có những cái nhu cầu của mình cũng được đáp ứng rồi thì mình mới yêu thương và thấu hiểu được người khác. Còn khi mà mình cũng bế tắc và tức giận và stress, như là kiểu các bà mẹ sau sinh rất là hay tức giận ý, thì các bà mẹ không thể nhìn quá được kiểu những cái ngày tháng đấy chỉ đang cảm thấy mọi thứ rất là tồi tệ, không có cái gì đi theo hướng mình. Thế nên các bà mẹ dễ bị tức giận kéo dài, dồn nén trở thành trầm cảm sau sinh là như thế. Thế nên mới rất là cần một người chồng hay là
những người xung quanh yêu thương vô điều kiện đúng không? Ừ. Để sau đấy khoảng 3 tháng sau hay 6 tháng sau nhìn lại thì các mẹ mới thấy là thật là may mắn mình đã được kéo ra khỏi cái đoạn đấy. Nhưng mà có những người không may mắn như thế và họ đã bị stuck ở đấy mãi mãi, kiểu bị trầm cảm mãi mãi và ám ảnh về việc có con mãi mãi và thậm chí là tồi tệ hơn, họ dồn cái tức giận đấy lên lên cái đứa con, họ bị thù đứa con luôn ấy, vì mày ra đời mà tao cái cuộc đời của tao ấy đã rẽ nhánh như thế này và nó cứ mãi mãi kéo dài thành một cái chuỗi những ngày rất rất tức giận, rất nhiều tức giận cho nhau và cho cả cái gia đình đấy nữa. Anh không biết ví dụ như nào, nhưng mà cũng có những lúc là không nên tức giận, ví dụ như là anh hay bị road rage ở trên đường. Đâu, em đã bảo rồi, tức giận là ok, nhưng mà cái hành vi mà tức giận gây ra ấy. Okay. Đấy, anh cần phải thay đổi. Không. Thế thì lại không ổn nhá. Sao? Khi đấy anh đang tức giận rồi thì lúc đấy đã quá rồi, không kiểm soát được hành vi. Bây giờ anh đang cố gắng kiểm soát từ trước đấy. Và đấy, dẫn đến một phần nữa của việc làm thế nào để giải quyết sự tức giận đấy là luyện tập. Hít thở đấy, thiền. Và đôi khi cái đấy nó đến từ việc là lúc mình nhìn ra ngoài trên cuộc sống ấy, nó có những người mà bản lĩnh họ giữ được sự bình tĩnh khi mà lúc đấy là mình đã kiểu bồ đã hắt luôn rồi. Cho nên là đấy, thì ví dụ đấy, nghe một podcast của thầy Minh Niệm chẳng hạn, anh bảo uầy, thầy cực kỳ bình tĩnh, hay mà cực kỳ kiểu các thứ sóng ổn định cực kỳ luôn. Và đấy, đấy là một cái mà anh thấy wow, người ta có thể làm được. Người ta có thể làm được thì mình cũng có thể thử. Đúng rồi, làm đúng được rồi. Không làm được ít thì làm được nhiều, nói chuyện với người khác đấy. Ừ. Lắng nghe từ những cái góc độ khác. Yeah. Ừ. Giống như kiểu các bạn nghe podcast này chắc sẽ nhìn sự tức giận khác đi, hy vọng thế. Hoặc không. Chưa chắc. Yeah. Nhưng mà đấy chỉ là cái chia sẻ của bản thân anh và bản thân em. Thì trên đời mỗi người là một cái ổ khóa, sẽ cần những cái chìa khóa riêng chứ. Đúng rồi. Đâu có thể là chìa khóa của anh mở được chứ ổ khóa của người khác. Đúng không? Nhưng mà đấy, có một cơ chế là cơ chế mở khóa, thì mỗi người hãy tìm cái chìa khóa của riêng mình. Ví dụ là khi mà mình sắp tức giận thì mình phải nhìn thấy cái dấu hiệu ở trên bản thân của mình ấy, là tôi sắp chuẩn bị là cầm cái bô úp vào đầu ông kia kiểu thế. Thì tự bản thân mỗi người nhận ra được cái cơ chế đấy của mình ấy, thì nó mới là hiệu quả. Chứ công thức của anh và em sẽ không work với mọi người đâu. Đầu tiên thì phải biết là việc hất bô vào người khác là không chấp nhận được. Sau đấy thì mới đến đoạn lắm. Lúc đã cần hất bô là úp ngay lập tức vào. Đấy là vấn đề của anh đấy, là từ 0 đến 100 quả nha anh. Ok. Đấy thì anh đang phải kiểu tạo ra các cái cửa chặn từ trước. Ok, tốt. Không, nhưng mà như chị Phương Mai nói là sức khỏe tinh thần với cả sức khỏe cơ thể nó là một phần. Thế nên là như anh có lịch tập thể dục đều đặn, em nghĩ nó cũng là một cái rất tốt. Rất là tốt để mình đấy, bớt những cái thứ như thế đi. Với đàn ông con trai em nghĩ thế. Năng lượng xấu được giải quyết đấy. Năng lượng xấu được giải quyết bằng việc hoạt động chân tay đúng không? Đúng. Còn phụ nữ thì nặng về suy nghĩ hơn. Thế nên là em nghĩ là cái việc đấy, em cũng được chia sẻ rất là nhiều trong những cái mental load, kiểu công việc nhà, những cái việc không tên lung tung ấy. Em có kiểu bạn bè chia sẻ, bà vui chia sẻ việc nhà, xong rồi đọc những cái cuốn sách và nghe những cái thứ kiểu giúp mình nhẹ nhàng, lạc quan hơn. Giao lưu với cả những cái người có những cái mindset họ lạc quan, cởi mở hơn, thì nó sẽ đỡ cho em cái sự tức giận của em rất là nhiều. Nhưng nó cũng không thể chống chế được việc em không tập thể dục. Em cần phải đi tập thể dục. Em cần phải đi tập thể dục. Em đồng ý sớm đi tập thể dục. Đấy, tóm lại có 3 cách mà anh thấy là giúp giải quyết giúp giải quyết sự tức giận bùng phát. Đấy là, một là nhận thức được là mình đang chuẩn bị tức giận. Nó sẽ đến từ việc là nhận thức được từ những lần mình đã tức giận rồi. Xong rồi nhận thức được khi mình đang lên cơn tức giận, và mạnh hơn là nhận thức được trước đấy khi mình chuẩn bị lên cơn tức giận. Đúng. Thì chặn ngay ở lúc đấy nó sẽ tốt hơn nhiều. Chặn là cái gì? Tức là hành động luôn, hành động ngay lúc đấy, tránh cho cơn tức giận nó bùng phát. Hành động như nào? Tức là khi mà ngọn lửa nó nhỏ ấy, thì dập nó luôn. Anh dập bằng cách nào? Dập bằng cách là cho mình thời gian và khoảng cách. Một cách lịch sự. Và cũng cần sự đóng góp của những người xung quanh là thằng này nó chuẩn bị ra ngồi một góc.
Thì ok, ra ngồi một góc đi, đừng kéo lại bắt kiểu trả lời thêm các thứ, lúc đấy lại đổ thêm dầu đấy. Ờ, vợ cằn nhằn thêm khoảng 3 câu nữa là chết đấy. Chỉ một. Đấy, anh hãy xem lại. Không, anh okay, xem lại. Cái đấy là chúng ta phải hiểu nhau, chúng ta phải truyền bóng, chúng ta không tranh bóng. May cho anh à, em nói ít đấy. Ok, tiếp. Ok, đấy. Và thứ hai, thứ ba cuối cùng là luyện tập, đúng không? Ừ. Luyện tập để tập thể dục thể thao á. Bình tĩnh hơn. Luyện tập để mình khỏe hơn, mình rồi. không bị chịu áp lực về cái bô của sức khỏe, cái bô của thể chất và cái bô của tinh thần đấy. Luôn luôn chăm đổ những cái bô đó đi bằng cách tập thể dục, bằng cách trò chuyện, chia sẻ cho nhau. Thấu hiểu là rất quan trọng đấy mọi người ạ. Đấy. Ví dụ như kể là ngày hôm nay đấy, đứa nào đi mình đã bực rồi thì sẽ cố gắng không nói về những cái chủ đề căng thẳng hoặc là đẩy nhau vào những cái tình huống căng thẳng hơn nữa. Có việc gì cần tranh luận thì thôi để sang hôm sau mát mát tính. Đồng ý, giúp nhau, gọi là giúp nhau đổ bô. Đúng rồi. Cần phải giúp nhau đổ bô. Thật, đôi khi là cần giúp nhiều ấy chứ. Giúp chứ. Mình cũng đôi khi bị cuốn đi, mình cũng không nhận ra. Ví dụ như là vậy. Đấy. Với con trẻ thì như thế nào? Em thấy việc thường xuyên chia sẻ, hiểu con, hiểu những cái hành vi của con. Tại vì đôi khi con chưa ý thức được nhiều như thế thì mình sẽ phải dạy cho con tất cả những cái kỹ năng đấy. Ngày hôm nay của con như thế nào, có điều gì nên vui, có điều gì nên buồn. Chỉ tập trung vào những cái thứ buồn và những thứ ức chế thì sẽ dễ tức giận hơn. Hoặc là tức giận xong thì mình sẽ nói chuyện lại là đấy, con có thấy nó dễ chịu không? Rõ ràng là không, đúng không? Thì những cái lúc đấy thì mình sẽ nên như thế nào, việc gì cần có thể làm được, còn việc gì nhất định là không được làm. Ví dụ nhất định không được đánh em, hoặc nhất định không được ném đồ vào người khác. Đấy, nó sẽ từng chút một. Nói chung em nghĩ là cần rất nhiều kiên nhẫn và phải từng chút một. Tại vì Mí mỗi lần tức giận thì đấy, sẽ có những khi bây giờ Mí 5 đến 6 tuổi rồi và có một lần Mí tức quá và Mí kiểu ném tung cái tập giấy vào bàn ăn của mình, đúng không? Đấy. Em cũng rất sốc lúc đấy, mình cũng tức giận, mình chỉ muốn quay ra. Cũng rất là sốc. Bụp cho nó một phát. Nhưng mà mình đã rất là cố gắng bình tĩnh và sau đấy thì Mí cũng đã xin lỗi. Mí đã biết là hành động đấy là không tốt. Từ đó đến giờ thì cũng chưa lặp lại một lần nào. Nhưng mà đấy, em nghĩ là thôi, hãy nghĩ là cứ mỗi lần như thế lại là một cái cơ hội học tập. Hiểu. Con thì không thể hoàn hảo ngay được. Mà nhất là con trẻ cũng mới từ 5 đến 6 tuổi. Như mình, mỗi lần mình tức giận mình còn thấy khó kiểm soát bản thân nữa. Thì điều tốt nhất là mình có thể làm đấy là yêu thương. Cố gắng là cho con yêu thương và góp ý chân thành tích cực. Hiểu. Con biết là đấy, mình muốn là tốt nhất cho con thôi. Còn sau này để ra ngoài đời dậy thì nó còn khốc liệt hơn nhiều. Đúng. Và trauma hơn đúng, nhiều đúng. Cố gắng học tập thôi. Đấy, cố gắng dành nhiều thời gian cho con nhất có thể để giúp con cải thiện cái việc đấy. Em nghĩ anh thấy một phần đi cùng với cái đấy nữa nhá. Là mình phải sửa mình. Đúng. Tức là nó sẽ là một mũi tên trúng hai chim nữa. Khi mình sửa mình, cái đấy mình là cái quan trọng nhất. Thì cái đó cũng giúp việc mình giúp đứa con ổn định hơn. Đúng. Chứ mình mà đã lên xuống thì đứa con làm sao mà tránh được. Đúng rồi, không thể tránh được. Nó đến từ việc bản thân mình. Tức là đấy, việc đứa con nó cáu giận thì một phần là do bản năng của nó. Đúng. Nhưng rồi. Một phần cũng là do nó là gương chiếu của ông bố bà mẹ. Đúng. Chính ông bố bà mẹ là những người mà đã có những lúc hành xử không được tốt. Và đấy là tiền đề cho bọn trẻ con với những hành động của nó. Nhưng em không ném giấy bao giờ. Không, cái đấy thì là một phần của bản năng thôi. Đây có đôi khi nó cũng mà học ở đâu ra. Nhưng mà đúng, nhưng mà bố mẹ phải ý thức được, bố mẹ biết quản lý cảm xúc này, bố mẹ ôn hòa và bố mẹ luôn hướng đến những cái tốt đẹp bình thản như thế thì cái sức nặng ảnh hưởng lên con nó cũng sẽ tốt hơn. Con cũng sẽ luôn nhìn mình là một cái tấm gương mà. Hiểu. Là mình phải bản lĩnh lên một chút. Đúng rồi, đồng ý nhất trí. Đấy, luôn song song với nhau. Tớ vẫn hay nói với Diệp là đấy, bây giờ thời buổi xã hội hiện đại này nhá, việc học hành kiến thức ấy, với bọn trẻ con ấy, nó sẽ luôn định nói đến đúng cái ý đấy luôn. Tức là nó sẽ có thể cố gắng, nó có thể vươn lên và cái khả năng hấp thụ kiến thức của bọn trẻ con bây giờ nó nhanh hơn của mình hồi trước rất là nhiều, cho nên là nó sẽ bớt đáng lo hơn là việc xây dựng những kỹ năng sống để giúp đứa con trở thành một người lớn có bản lĩnh. Đúng, tử tế. Ví dụ như là conflict resolution là gì? Giải quyết xung đột. Ví dụ là kiểm soát bản thân. Ví dụ là trao đổi thông tin một cách hiệu quả và lễ phép kiểu và hợp lý kiểu như thế. Đúng rồi. Đấy thì những cái kỹ năng đấy tớ thấy bây quản giờ quản lý cảm xúc nữa. Quản lý cảm xúc hoàn toàn. Bởi vì bọn trẻ đang bị
ở một cái thời điểm mà cái lớn lên cùng công nghệ, quá nhiều công nghệ. Ừ. Nên là em thấy đấy, nói chung là tất cả những cái tương tác người người, tất cả những cái kỹ năng mà để xây dựng được mối quan hệ người người chất lượng sẽ là những cái khó. Đồng ý. Sẽ là những cái khó mà ai mà làm tốt được những cái đấy thì sẽ có một cuộc sống hạnh phúc. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã lắng nghe tập podcast ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn vì đã lắng nghe tập chat với chồng lần này về sự tức giận. Hy vọng là nó không làm bạn tức giận mà nó giới thiệu với đến bạn một số chìa khóa để giúp mình mở chiếc khóa tức giận của mình để cho mình không bị khóa lại cái sự tức giận đó nữa. Thì tập podcast này được tài trợ bởi Hoàng Ngọc Diệp. Cảm ơn. Được tài trợ bởi ai? Bởi Diệp là gì? Rất nhiều thời gian và công sức để edit đấy. Nói chung, kết luận lại, tức giận là tốt, nhưng hành động từ tức giận thì chưa chắc đã tốt. À, phải tức giận là tốt là anh ném em ra ngoài cửa sổ nhé. Tức giận có thể biến thành một thứ tốt đẹp. Tức giận là có thể là cần thiết. Có thể được biến thành một thứ tốt đẹp. Do tay mình đúng không? Mình lấy đấy là cơ hội để biến nó thành một bước tiến tốt đẹp trong mối quan hệ. Good. Good không? Đồng ý. Nhưng mà những cái cần thiết để làm được điều đấy nó rất là khó. Thế chúng mình cũng thì chúng mình phải học thôi. Ok. Nếu mọi người muốn nghe lại các tập podcast trước của series Chat với chồng, mọi người có thể vào kênh diepdaydreaming.com nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều và hẹn gặp lại mọi người trong những tập podcast lần sau. Bye bye. Bye.